Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Patek Philippe, và đặc biệt hơn là một chiếc đồng hồ thuộc bộ sưu tập Sport của thương hiệu này. Đó chính là Nautilus, không phải đâu các bạn ạ, đó chính là Aquanaut. 5 năm trở lại đây thì những dòng đồng hồ thể thao của Patek nó đang lên một cách rất là dữ dội các bạn ạ, đặc biệt là những chiếc Nautilus mà cách đây khoảng 3 năm trước thì chúng ta vẫn có thể dễ dàng mua được với cái mức giá retail ở tại những cái cửa hàng phân phối Patek trên toàn thế giới. Tuy nhiên điều đấy tại thời điểm năm 2019 này thì gần như là không còn, rất là khó để có thể sở hữu một chiếc Patek thể thao với mức giá niêm yết. Thì hôm nay thì Gia Bảo rất là may mắn thì giới thiệu tới các bạn hai chiếc Aquanaut mang mã hiệu gọi là 5167A là phiên bản thép và 5167R là phiên bản vỏ vàng hồng. Thì hai chiếc đồng hồ này các bạn có thể nhìn thấy cái màu sắc và cái chất liệu vỏ là khác nhau. Với phiên bản 5167A thì lớp vỏ là bằng thép, mặt số cũng như là dây thì là màu đen. 5167R lớp vỏ vàng hồng, mặt số là màu chocolate, rất là đặc trưng, rất là rõ, và dây đeo thì là cũng là màu nâu đậm để cùng tông với mặt số. Thì sau đây thì chúng ta hãy cùng review và có một số cảm nhận chi tiết về hai chiếc đồng hồ này các bạn nhé. Đầu tiên thì chúng ta hãy điểm qua một chút về lịch sử. Thì Aquanaut là một bộ sưu tập được tách ra từ Nautilus, thế nên là chúng ta sẽ thấy được cái thiết kế nó hao hao với Nautilus. Nó chỉ có một cái điểm mà rất đặc biệt ở chiếc đồng hồ này khác biệt với Nautilus nhất, đó chính là bộ dây. Ví dụ như là dây của Nautilus nó là dây da này, dây kim loại này, thì Aquanaut nó là dây cao su. Tất nhiên là Aquanaut này sẽ có bản dây kim loại, nhưng thực sự mà nói thì tôi không có cái cảm giác là tôi thích cái phiên bản dây kim loại của Aquanaut lắm, vì là cái mắt dây hơi nữ tính, tôi cảm nhận là như vậy. Đường kính là 40mm, và như các bạn đang thấy chiếc đồng hồ này có một cái vành peso được chảy xước này, và phần ôm vát thì được đánh bóng tạo điểm nhấn cũng như là tạo cái độ tương phản cho chiếc đồng hồ này. Về phần tay càng của hai chiếc đồng hồ thì chúng ta sẽ thấy được là được đánh bóng. Tuy nhiên là không biết là các bạn có cảm nhận giống tôi không, là khi nhìn chiếc đồng hồ này, ngoại hình của chiếc đồng hồ này thì chúng ta sẽ thấy nó không được bắt mắt bằng cái việc mà chúng ta đeo lên tay. Phần núm của chiếc đồng hồ này là dạng núm vặn để tăng tính chống nước lên 120m, được khắc hình logo của thương hiệu là cái biểu tượng thánh giá Calatrava. Tiếp đến là phần dây của chiếc đồng hồ này, thì dây của Aquanaut là một cái bộ dây cao su với một cái khóa gấp với logo hình thương hiệu, logo Calatrava. Cái bộ khóa này thì khá là lạ. Khi chúng ta nhắc đến Patek thì chúng ta sẽ thường nghĩ đến những cái bộ khóa có cái hình bông hoa, hay chúng ta hay gọi là người Việt Nam chúng ta hay gọi là hoa thị đấy các bạn ạ. Và khi chúng ta mở cái khóa của Aquanaut này ra, ở trong ấy nó là một cái hình, nó là hai chữ A. Nó phải đúng là hai chữ A nó đối xứng với nhau. Đó, với một dòng chữ là Patek Philippe Genève ở trên. Đó. Và khi gặp lại thì cái khóa này nó cho chúng ta một cái hình biểu tượng, một cái hình logo hoa thị hoàn thiện. Về mặt số đồng hồ thì hai chiếc đồng hồ này có hai cái màu sắc khác nhau. Một là màu xám đen đến từ trước với phiên bản vỏ thép, và một là mặt số màu nâu chocolate. Thì chúng ta có thể nhìn thấy về mặt số ấy, thì với cái hình ở trên mặt số là được làm theo hình những quả địa cầu với những đường kinh độ, vĩ độ này. Đó, tạo một cái cảm giác hơi cong và có một cái chiều sâu hút mắt nhìn chúng ta hơn. Những cái cọc số chỉ giờ thì rất là đẹp, được làm nổi bằng vàng này với chất dạ quang, với chất dạ quang được phủ bên trên. Ô lịch được sắp xếp rất là gọn gàng, góc 3 giờ. Đó. Phía bên ngoài của các cọc số chỉ giờ cũng được làm những điểm chỉ giờ bằng dạ quang. Đó, ở phía bên trên. Một mặt số của Aquanaut thì về ban đêm thì tôi phải nói là rất là đẹp. Đó, sự kết hợp giữa các cọc số Ả Rập và những cột mốc. Đó, cột mốc được phát quang lên rất là đều và đẹp. Chúng ta hãy khám phá bộ máy của chiếc đồng hồ này. Nhắc đến Patek thì chúng ta sẽ có những cái cỗ máy rất là nổi tiếng như là 240, 315, 324. Thì chiếc đồng hồ này sở hữu một cái caliber 324 để cấu thành nên cỗ máy này là 213 chi tiết máy này, 29 chân kính với 6 cầu nối.
khi được lên cót đầy đủ, chiếc đồng hồ này có thể hoạt động bền bỉ và liên tục trong khoảng 45-46 tiếng với tần số là 28.800 nhịp trên một giờ. Như tôi đã nói từ ban đầu, khi chúng ta nhìn thì chiếc đồng hồ, nếu mà chúng ta nhìn mà không lên tay thì chiếc đồng hồ này nó hơi lạ và có phần nào đấy. Tôi chắc chắn với các bạn rằng là các bạn sẽ cảm nhận là nhìn cái đồng hồ gì mà thô thế, nhìn trông nó không được đẹp ấy. Nhưng tuy nhiên là khi lên tay thì tôi lại có một cái cảm nhận hoàn toàn khác, là nó khá thoải mái, cũng như là khi lên tay, kể cả là với vest này hay là bạn mặc đồ đi chơi bình thường, áo thun này, quần short ấy, thì nó đều rất là phù hợp. Bởi vì làm sao, chiếc đồng hồ này có một cái đường kính không quá lớn, dây cao su thì khá là nhẹ, thế nên là chúng ta đeo cảm thấy rất là thoải mái. Và khi lên tay ấy, thì các bạn có thể thấy được với dáng tay càng dáng vỏ thì chiếc đồng hồ này khá là ôm cổ tay của chúng ta. Những chiếc đồng hồ này thì hoàn toàn không có kim cương, nhưng khi đeo lên tay thì các bạn có thể thấy được là nó có một cái sức hấp dẫn riêng rất là đặc trưng đến từ dòng đồng hồ thể thao của nhà Patek. Tuần tới thì Gia Bảo sẽ giới thiệu tới các bạn chiếc đồng hồ Patek Philippe Aquanaut 5168 với đường kính vỏ là 42mm. Nói đây là một cái phiên bản kỷ niệm 20 năm ra đời bộ sưu tập này. Chúng ta hãy cùng chờ xem các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.